Cái video này là tôi giải cho chúng ta cái câu số 3 của đề thi vừa rồi. Cái câu này á, nó là vậy, bạn nó thiết kế một cái bảng điện tử hai đội cầu thủ bóng đá ha, dùng con bit 16F87 giao tiếp với lại gì, một nút nhấn thường hở là mod là nói chương RE0, nút up là nói chương RE1, nút down nói chương RE2, và bốn led 7 đoạn ha, bốn led 7 đoạn. Có hai con led màu đỏ hiển thị số cầu thủ ha, cầu thủ thay ra, có nghĩa là cầu thủ đi ra khỏi sân ha, đi ra khỏi sân á ha. Rồi hai led bảo đỏ, hai led 7 đoạn màu xanh hiển thị số áo cầu thủ đi vào sân. Tuy nhiên lát nữa làm cái vấn đề mô phỏng thì con led mà có cái dấu chấm á, thì chỉ có màu đỏ thôi, nên là tôi không có, tôi chọn cả hai cái đều là màu đỏ nha. Rồi sinh viên chọn một trong hai cách thiết kế bốn led 7 đoạn, một là giao tiếp trực tiếp bốn led 7 đoạn này với lại bốn bọt là A B C D. Nếu mình chọn cái phương pháp giao tiếp trực tiếp bốn bọt A B C D, mà bạn biết bọt A là nó có hai chương là R26 R27, là mình nếu mình dùng dao động ngoài á, là mình kết nối cái hạch anh lên hai chân này đúng không? Nếu bạn kết nối trực tiếp thì bắt buộc bạn phải dùng dao dao động nội ha. Còn nếu bạn kết nối theo kiểu phương pháp quét thì bạn kết nối dữ liệu đường dữ liệu và bọc B 8 đường còn lại là đường quét từ RB0 tới RB3. Phương pháp quét thì cũng cũng dễ thôi, không có khó khăn gì, nhưng mà các bạn hay nhiều khi mình đụng tới phương pháp quét mình hay cảm giác là mơ hồ nó làm sao đó, nhưng thật ra phương pháp quét rất là dễ ha. Ở đây thì tôi chọn cho chúng ta làm cái bài là kết nối trực tiếp dùng các bọt là A B C D. Các bạn về nhà, các bạn về nhà các bạn phát triển lên, các bạn làm cho tôi cái bài là cũng y chang như này, nhưng mà chúng ta dùng phương pháp gì các bạn, phương pháp quét. Chúng ta đã học cái bài phương pháp quét á, chúng ta về nhà ta làm phương pháp quét. Ở đây tôi giải bài là các bạn là cách một, tất nhiên là trong cái bài này đề thi chúng ta chỉ làm một trong hai cách thôi, chúng ta không phải yêu cầu làm cả hai. Và trong đề thi này nó bài câu này 2,5 điểm, và nó không yêu cầu chúng ta thiết kế mạch. Nếu như nó có thiết kế mạch trong này, nó vẽ mạch vô nữa là câu này phải lên 3,5 điểm các bạn ha, được chưa? Cái mạch vẽ mạch lên là ít nhất cái mạch cũng 1,5 điểm vẽ cái mạch nguyên lý á. Mà ở này nó không yêu cầu vẽ, nên ở đây nó chỉ yêu cầu là viết chương trình thôi, nên là 2,5 điểm ha. Rồi cái chương trình là cái gì nè các bạn, chương trình yêu cầu như thế này nè: khi mới bật nguồn lên thì tất cả các led 7 đoạn đều hiển thị số 0, hệ thống ở chế độ là không có chỉnh, có nghĩa là lúc này là mình nhấn nút up nút down là không có tác dụng. Rồi khi nhấn nút mod đó, khi ta nhấn nút mod đó thì dấu chấm màu xanh xuất hiện ở hàng led, hàng đơn vị của hai con led màu đỏ để báo hiệu là đang chế độ là chỉnh cầu thủ được thay ra. Khi nhấn nút up thì nó tăng, nhấn nút down thì nó giảm, có nghĩa là dấu chấm á, lúc này dấu chấm mình nhấn nút mod thì nó chuyển qua chế độ là thay đổi số số áo của cầu thủ ra sân, và lúc này mình mới nhấn được nút up nút down để tăng giảm. Và nút up nút down này được điều chỉnh trong phạm vi từ 0,0 tới 99. Tất nhiên thực tế thì cái số này nó sẽ dễ, bạn nó nhỏ lại giống cái số nó lớn như vậy ha. Rồi hiển thị hai cái giá trị này trên hai led 7 đoạn, rồi nếu nhấn nút mod một lần nữa thì nó sẽ chuyển sang chỉnh chế độ là cầu thủ vào sân. Ở chế độ này thì dấu chấm màu đỏ sẽ mất đi, và hai đoạn vào đó là cái dấu chấm màu xanh lá xuất hiện ở hai led đơn vị của led màu xanh, thật ra là hai cái phần led mà hiển thị số áo cầu thủ vào sân ha. Rồi tương tự thì lúc đó nhấn nút up down để chỉnh số áo cầu thủ vào sân, rồi trong phạm vi thay đổi từ 0,0 tới 99 ha. Nhấn nút mod một lần nữa thì nó xóa dấu chấm đi, rồi lúc này nó không chế ở chế độ là không có chỉnh. Rồi đó, cái đó là cái đề bài các bạn ha, cái đề bài là vậy. Cái đề này nó yêu cầu chúng ta chỉ viết chương trình thôi, viết chương trình duy nhất, thực hiện chương trình, không cần vẽ mạch nguyên lý các bạn ha. Nếu đề bài này có vẽ mạch nguyên lý chắc chắn là thêm 1 điểm nữa là 3,5 điểm các bạn ha. Rồi chúng ta nói cái chương trình. Đây tôi mở lên các bạn ha, đây là cái mặt nguyên lý tôi dùng, tôi vẽ rồi tới cho chúng ta nè các bạn. Các bạn tôi lấy cái led 7 đoạn này là có dấu chấm các bạn, thường thường chúng ta mấy bài trước chúng ta dùng mô phỏng là led 7 đoạn không có dấu chấm, led 7 đoạn này có dấu chấm nha các bạn ha. Đây có dấu chấm, có dấu chấm. Và bình thường á mình vẽ có dấu chấm á thì cái lưới này nè của mình á, bình thường á là mình không có dấu chấm thì cái lưới này nè nó chạy ở đây thì mình cái lưới nó rộng lắm, nó bự ra nè, hiểu không? Nhưng mà nếu mà cái con led 7 đoạn mà có dấu chấm á, thì mấy chân này nó gần nhau lắm, lúc này chúng ta phải thay đổi cái lưới nó nhỏ lắm, bằng nửa lại thôi,
Được chưa bạn? Bạn phải vô bạn chỉnh lại cái lưới ha, chỉnh lưới này cho nó nhỏ lại bằng 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 nửa thôi. Thì lúc đó chúng ta mới 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 vẽ được ha, chúng ta chỉnh cái lưới này lại nhỏ lại, lúc đó chúng ta mới vẽ được ha. Ở đây tôi vẽ nè các bạn, ở đây tôi vẽ là bởi vì cái lép bể đoạn mà có dấu chấm thì nó chỉ có lép bể đoạn màu đỏ thôi, nó không có lép bể đoạn màu xanh, nên là ở đây là hai con lép bể đoạn màu đỏ này tôi gom lại một cái group, tôi gọi là hai con lép này là hiển thị cái số cầu thủ là gì các bạn. À, vào sân, ủa cái này là ra sân hả? Này là ra sân mới đúng đúng không bạn? Này là ra đúng không? Bên đây là ra đúng không? Bên đây là vào đúng không? À, rồi. Rồi được, coi coi cái này là ra các bạn ha, hai cái này là ra sân mới đúng ha, tại hai con bên này là ra ha, ra rồi, còn bên đây là sẽ là gì các bạn, vào ha, vào sân, rồi ra vào sân, ok rồi. À, như vậy là nó hiển thị số cầu thủ, số lên đây bao nhiêu thì nó sẽ là ra sân. À, các bạn bên đây là nó, bên đây là số cầu thủ nó vào sân. À, mình không dùng xanh màu đỏ mà mình đặt cái ký hiệu là ra vào hả các bạn ha, để bạn hiểu là như vậy nha. Rồi ở đây tôi kết nối nè, đây con led bể đoạn này tôi kết nối trực tiếp, nó có 8 chân các bạn ha, tôi kết nối trực tiếp vô bọt A các bạn, bọt A 8 chân đó kết nối trực tiếp vô bọt A. Rồi tiếp theo 8 chân tiếp theo con led bể đoạn tiếp theo kết nối trực tiếp vô bọt B. Tuy nhiên là nếu mà nối dây á, trực tiếp từ đây nè bạn hiểu không, nối dây từ đây qua đây thì nó sao, nó rườm rà quá, nó tới tầm 16 chân lận, nếu mà hai con lép bế đoạn thì nó dây nó chạy tùm lum, nên tôi vẽ đường burst đúng không bạn, tôi vẽ đường burst và tôi đặt tên này là v v0 tới v7 là con lép thứ nhất, rồi tiếp theo con lép thứ hai là v8 tới là vf ha. Thì bên đây nè còn cái bọt nè, bọt a nè, thì bọt a mình do lép bế đoạn mình sẽ qua một cái các điện trở hai dòng, đây là dùng cái này là cái ký hiệu là 8 con điện trở hai dòng các bạn, điện trở hai dòng tôi dùng là 220 ôm ha. Và đây là V0 tới V7, V0 tới V7. Tôi ký hiệu tôi nói cái bus như thế này thì có nghĩa rằng là gì các bạn? Có nghĩa là các chân từ RA0 tới RA7 này nó qua, nó đều qua con điện trở hai dòng là 220 đúng không? Và V0 tới V7 này sẽ được nối tới V0 tới V7 đằng đây đúng không bạn? Có nghĩa là được nối tới lấy bể động bên này. Được chưa? Tương tự mình sẽ có V8 tới VF là kết nối với bọt B đúng không? Qua điện trở hai dòng cái nối bọc B thì mình sẽ nối tới con led bể đoạn bên này được chưa? Rồi như vậy tiếp tục nữa là mình sẽ có hai con led bể đoạn để hiển thị số áo cầu thủ vào sân. Thì đây mình sẽ đặt tên, hai mình cũng hay mình không nói trực tiếp, mình nói qua một cái bus như một bus như thế này, cái bus này tôi đặt tên các cái đường này là gì? Khi bạn vẽ xong á, bạn vẽ xong á, bạn bạn vẽ như thế này ha, rồi xong bạn vô cái label này các bạn ha. Label bạn nhấp vô cái chỗ cái đường dây á ha, bạn nhấp vô đường dây, bạn đặt tên nó, bạn đặt tên cái đường dây đó, bạn đặt tên đường dây đó, đặt tên đường dây đó. Thì khi bạn đặt tên đường dây với R0, đặt tên đường dây nè, đặt vô đây nè, R0, R1, bạn đặt tên cái đường dây đó vô đây. Thì các cái tên như thế này nè. Ở bên đây mình sẽ đặt cái tên nó giống nhau, mình muốn kết nối tới chỗ nào mình đặt tên giống nhau thì những cái tên nó giống nhau, các đường dây có tên giống nhau, có nghĩa là nó được nối chung với nhau, được chưa các bạn? Ở đây thì bên đây hai con lép này, một con lép hàng này là hàng chục của cầu thủ vào sân, thì tôi nói tới là bọt bọt C, tất nhiên là cũng qua điện trở hai dòng ha các bạn, qua 8 con điện trở hai dòng ha. Đây là cái điện 8 điện trở hai dòng các bạn, 220 ôm. Rồi bọc D này cũng qua 8 điện trở hai dòng và tôi nói tới con led bể đoạn bên này. Như vậy theo cái cách kết nối này là chúng ta sẽ thấy được là chúng ta có 4 led bể đoạn. Đúng không các bạn? 4 led bể đoạn nè, kết nối trực tiếp lại 4 bọt của vi điều khiển. À, kết nối trực tiếp với 4 bọt của vi điều khiển. Và kết nối tất nhiên là trực nối là trực tiếp nhưng mà phải qua con điện trở hàng dòng ha. Rồi. Chúng ta có 3 nút. Các bạn thấy nè, hai cái chân oscillator 1, oscillator 2 nằm ở R26, R27 đúng không? Thì lúc này mình kết nối trực tiếp chắc chắn là mình không gắn hành anh vô được rồi, thì bắt buộc con vi điều khiển mình phải dùng chế độ là dao động giữa bạn, dao động nội. Mình có ba nút nhấn, một nút là mode nè, được nối vô RE0 nè, một nút là up nè, nói RE1, nút down nói RE2. Tất nhiên là các nút này tôi dùng điện trở tôi treo lên các bạn để tạo cái mức logic ha bạn. Bình thường nó là mức 1, khi tôi nhấn thì nó sẽ kéo xuống mức mức 0. Được chưa? Như vậy là cái phần cứng là như thế này. Đây là chân master lia thì tôi nói lên
VCC có nghĩa là ở chế độ hoạt động bình thường, thì nó nói lên VCC là hoạt động bình thường. Nếu bạn vẽ thực tế mạch nguyên lý thì mình còn vẽ các chân gì nữa các bạn? VDD, VSS nữa ha. Còn chúng ta mô phỏng ở đây thì nó không cần vẽ nó được chưa bạn? Nó hiểu cho chúng ta. Rồi, bây giờ tôi chạy các bạn ha. Tôi chạy chương trình nè. Vậy mới vô nè là bốn cái bay động mình. Đây là cái bảng thay đổi cầu thủ các bạn ha. Bảng thay đổi cầu thủ mới vô là nó hiển thị số 0 hết. Được chưa? Đây là không có hiển thị gì hết. Bây giờ nếu mà trong cái trạng thái này là chưa có chỉnh gì hết, tôi nhấn nút up thì nó có tác động không? Không. Tôi nhấn nút down nó có tác động gì không? Không. Tại vì mình đâu có biết là chỉnh cầu thủ ra hay vào đâu, ở chế độ là chế độ không chỉnh các bạn ha. Người ta muốn chuyển sang chế độ chỉnh hay không chỉnh, ta phải nhấn nút gì? Nút mod đúng không? Khi tôi nhấn nút mod nè thì nó chuyển qua chế độ là chỉnh cầu thủ ra sân. Bạn thấy là dấu chấm này nó hiển thị ngay chỗ hàng đơn vị của cái chỗ hai con lép hiển thị cầu thủ ra sân không? À, lúc này thì tôi nhấn up down thì hai con lép này nó mới thay đổi. Được chưa? Bởi vì tôi nhấn up là nó tăng màu đúng không bạn? Theo yêu cầu đề bài đúng không? Nhấn down là nó giảm đúng không? Nhấn down là giảm. Nếu là 0 thì nó giảm về 99 đúng không? Thì mình là từ 0 tới 99 các bạn ha. À, giảm nè. Ví dụ như là tôi cho cầu thủ có số áo là 007 ra sân, thì tôi nhấn tới 0707 nghĩa là vào nghỉ á, ra là có nghĩa là vào nghỉ á, không đá nữa. À, rồi bây giờ đang ở chế độ chỉnh này. Bây giờ nếu tôi nhấn nút mod nữa thì nó sẽ chuyển qua chế độ giữa bạn là đây là cầu thủ mình kêu ra sân, còn cầu thủ vào sân là số áo bao nhiêu thì mình hiển thị lên đây. Thì tương tự bên đây, lúc này mình chuyển, bạn thấy không, lúc này cái dấu chấm chuyển qua hàng đơn vị của hai con lép chỉnh cầu thủ vào sân nè. Thì lúc này mình nhấn up down thì hai con lép này nó thay đổi, hai lép này có thay đổi đâu, hiểu không bạn? Yêu cầu là vậy. Lúc này tôi nhấn, ví dụ tôi nhấn nút up lên thì nó tăng lên, thấy chưa? À, nó tăng lên, down thì nó giảm. À, ví dụ thay đổi cái cầu thủ số áo là 15 đi, 15 ra, được chưa? Rồi khi tôi nhấn tiếp tục nút mod nữa thì nó sẽ sao bạn? Dấu chấm này sẽ mất đi, thấy chưa? Thấy mất đi không? Như vậy lúc này ở chế độ là gì các bạn? Không có chỉnh. À, lúc này tôi nhấn nút up nút down thì nó cũng không có tác dụng. Rồi như vậy là chúng ta đã demo, đã mô phỏng nữa, chạy đúng y chang yêu cầu đề bài đúng không các bạn? Đúng yêu cầu đề bài rồi, các bạn hiểu được cái hoạt động giống yêu cầu đề bài là như vậy nha. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ viết code như thế nào? Chúng ta sẽ viết code như thế nào? Code này nó cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta cứ viết trình tự. Nó giống như là đầu tiên chúng ta sẽ viết một cái chương trình con để hiển thị dữ liệu lên trên cho bốn con lép bay động này. Rồi ta viết chương trình, nếu bạn nhấn nút mod thì nó làm gì? Nếu nhấn nút up làm gì? Nếu nhấn nút down thì làm gì? Là xong. À. Còn nếu như bạn đọc cái đề bài đó, bạn đọc đề bài đó bạn thấy nó rối vậy đó, thấy nó tin nó rối, nhưng mà bạn cứ phân ra mình làm. Đầu tiên muốn hiển thị lép bay động, mình viết một chương trình con để hiển thị nội dung lép bay động. Sau đó nút up nhấn thì nó làm gì, nút down nhấn thì làm gì, nút đúng không, nút up nhấn làm gì, nút down nhấn làm gì, nút mod nhấn thì nó làm gì. Xong rồi, như vậy cái phần mô phỏng xong, tôi qua giải thích code cho chúng ta nha. Code thì nó cũng rất là đơn giản, siêu đơn giản. Nhiều khi mình thấy như vậy mà cuộc đời mà các bạn biết không, cái gì chúng ta làm được thì sao, thì chúng ta thấy nó dễ, làm không được thì thấy nó khó. Cưới phải cô vợ hoa hậu, xui cưới phải cô vợ hoa hậu, chúng ta cảm thấy tự hào ha, chúng ta cảm thấy là cưới vợ đẹp cũng dễ dàng đúng không? Cưới vợ đẹp quá dễ dàng, nhưng mà khi ta cưới được cô vợ hoa hậu về ta mới là cưới được cô vợ đẹp và đảm đang thiệt là khó. Bởi vì chưa chắc cô vợ hoa hậu mà nó đảm đang đâu. Ăn diện thì giỏi nhưng mà chắc gì đảm đang hên xui đúng không? Cũng có thể là mình may mắn mình gặp luôn cô đi vợ hoa hậu mà nó quá đảm đang. Trở lại đây, tất nhiên là một cái chương trình, ta làm được cái chương trình, ta thiết kế được cái chương trình, ta đọc vô ta hiểu được liền là quá tuyệt vời đúng không? Còn nếu mà đọc cho nó rối quá, rối rắm quá thì chúng ta làm sao bạn? Hãy một phút bình tâm ha, một phút bình tâm. Chúng ta rối quá thì nó sẽ gì, chúng ta sẽ bị rối theo, bị cuốn theo. Rồi trở lại chương trình đây các bạn ơi, trật tự vô ha. Đầu tiên ta dùng con bít màu 6.87 thì ta in luôn 1687.h vô. Này là hiển nhiên các bạn ha. Rồi ta fill gì các bạn?
Tôi lập trình cầu chì là sử dụng dao động nội thì field field gì? INRC.IO. INRC.IO là sử dụng dao động nội và cái chân hai chân oscillator 1, oscillator 2 là ở chế độ gì? Nó xuất nhập bình thường. Hiểu không? Đó, INRC.IO và dùng dao động nội là nhiêu? 80. Khoảng đây ta ghi là gì? Delay mở ngoặc ra là internal bằng 8 cũng được hay là log bằng 8 cũng được, được chưa bạn? Có hai cách ghi nha. Rồi. Thì chỗ này là chúng ta giải quyết được là cái phần là dao động và khai báo. Chúng ta có ba nút nhấn. Chúng ta phải đặt tên, chúng ta phải khai báo. Nhiều người viết chương trình mà không đặt tên, không khai báo, nút nhấn cái gì cứ đặt cứ ghi là ghi hẳn là cái pin gọi pin E1, pin E2 vân vân, mình gọi tùm lum như vậy là không có tốt, mình nên đặt tên cho nó. Để mình gọi tên chương trình nó sẽ chuyên nghiệp hơn nè. Đầu tiên là mình define là nút mod. Nút mod là tương ứng với lại chân gì? Chân gì các bạn? Chân là pin E0, lại RE0 á. Nút up nè tương ứng với lại là có nghĩa là cái chân gì? Pin E1. Nút down là tương ứng với lại chân là pin E2. Ở đây tôi khai báo các cái biến. Cái biến CD. CD là chế độ á các bạn ha. CD có nghĩa là viết tắt của từ chế độ, có nghĩa là mỗi lần tôi nhấn nút mod này thì cái biến CD nó sẽ gì? Chế độ nó sẽ thay đổi. Chúng ta có tất cả bao nhiêu chế độ? Chế độ không chỉnh gì hết là cái biến CD là bằng mấy? Bằng 0. Nếu mà tôi nhấn nút mod thêm một lần nữa lại chế độ chỉnh cầu hữu. Cầu hữu ra sơn là nút mod này bằng mấy? Bằng 1. Còn nếu mà tôi nhấn nút CD thêm một lần nữa thì nút mod cái hàng này nút mod lần nữa thì cái biến CD này sẽ tăng lên là CD bằng 2. Mà nếu tôi nhấn nữa thì nó sẽ quay về không, được không? Như vậy mặc định ban đầu mới vô là bằng 0. Rồi, mới vô cái đây nè, cái biến là tôi đặt là biến ra, biến vào. Ra có nghĩa là hiển thị số áo á. Cầu hữu ra sân á các bạn. Đây là hiển thị số áo cầu hữu ra sân nè, đây là hiển thị số áo cầu hữu vào sân nè. Ra vào chính là cái số áo á ha. Đây là số áo cầu hữu ra sân, nhưng mà tôi đặt cái tên biến nó giống như là áo cầu thủ ra sân, áo cầu thủ vào sân thì cái tên nó dài quá, hiểu không? Nên là tôi chỉ đặt cái này là gì? Ra vào. Như vậy là mặc định ban đầu mới đầu là các biến là ra bằng không, vào bằng không, đúng không? Biến chế độ mod ban đầu là không chỉnh, được chưa các bạn? Ở đây tôi khai báo một cái mảng gọi là mảng là mã bảy đoạn gồm 10 phần tử. Đây là mã bảy đoạn từ số 0 tới số 9 và tôi khai báo là con xăng luôn, là không thay đổi luôn vào bộ nhớ flash để không đỡ tốn RAM, được chưa? Rồi. Tôi viết một cái đoạn chương trình con. Chương trình con là chương trình giải mã bảy đoạn. Ở chương trình giải mã bảy đoạn này có nhiệm vụ là gì bạn? Nó lấy cái số áo cầu hữu ra sân và số áo cầu hữu vào sân, nó hiển thị lên trên cho 4 ô led bảy đoạn. Hiểu không? Lấy số áo cầu hữu ra sân, số áo cầu hữu vào sân hiển thị lên 4 ô led bảy đoạn. À. Bạn lưu ý hiểu đề bài là gì? Nếu khi nút mod mình nó được nhấn á, thì nếu như mà mod bằng 1 thì lúc đó cái áo cầu thủ ra sân ở hàng đơn vị có thêm dấu gì? Dấu chấm. Nếu mod bằng 2 thì lúc đó là chỉnh chế độ là cầu thủ vào sân á, thì lúc đó là cái hàng đơn vị có cái chỗ mà hai con lép bảy đoạn ra vào sân thì nó có thêm dấu chấm. Bạn hiểu là như vậy thôi đúng không các bạn? Rồi giờ như vậy mình viết chương trình thôi nè. Đây, giải mã hai lép bảy đoạn hiển thị áo cầu thủ ra sân. Như vậy là hai lép bảy đoạn hiển thị cầu thủ ra sân là đây các bạn. Hai lép bảy đoạn đây thì mình kết nối với gì bọc A nè là hàng chục nè, đúng không? Bọc B là hàng đơn vị, được chưa các bạn? Đây B là hàng đơn vị, rồi bọc B chính là cái nối hàng đơn vị. Như vậy chỗ này tôi viết chương trình nè, output A mã bảy đoạn của hàng chục, nghĩa là áo ra cầu hữu ra sân thì lấy cái áo ra đó, số áo đó ra mình chia cho 10, lấy phần nguyên, có nghĩa là lấy hàng gì? Hàng chục, đúng không? Hàng chục hiển thị ra lấy bảy đoạn đó là mà lấy bảy đoạn đang kết nối với bọt gì? Bọt A, mình xuất ra bọt A, đúng không? Còn đối với hàng đơn vị thì sao bạn? Tùy thuộc, nếu như bình thường, nếu như đang ở chế độ là chỉnh cầu hữu ra sân, xóa cầu hữu ra sân, mà nếu ở chế độ chỉnh nghĩa là cái chế độ bằng máy bằng 1, đúng không? Biến CD bằng 1, đúng không? Nếu như cái biến CD này bằng 1 cái biến nha, nghĩa là ở chế độ chỉnh cầu hữu ra sân thì output bọc B mã bảy đoạn ra là mình lấy phần chia cho 10, lấy phần chia 10%, nghĩa là lấy phần dư, đúng không? Là lấy hàng đơn vị, đúng không bạn? Có nghĩa là lấy hàng đơn vị, nhưng lúc này có hiển thị dấu chấm.
dấu chấm có nghĩa là DB bằng 0 tất cả các là 1 đúng không? Mà DB là nghĩa trên cùng có nghĩa là gì? Nghĩa là 0 1 có nghĩa là 7F đúng không bạn? 7F đúng không? Như vậy là nếu như ở chế độ là chỉnh cầu hữu ra sơn thì mình hiển thị bình thường là hàng mình lấy nè, output bọc B nè là cái áo số áo ra sân nè, mình chia cho 10 là mình lấy phần dư, có nghĩa là lấy hàng đơn vị, và mình có hiện thêm dấu chấm là mình n với lại là nhiêu, 0x7f là n với lại dấu chấm các bạn, là hiển thị dấu chấm, hiểu không? Còn ngược lại có nghĩa là không ở chế độ chỉnh cầu hữu ra sân, có nghĩa là nó ở chế độ chỉnh cầu hữu vào sân hay ở chế độ bình thường, thì lúc đó chúng ta chỉ cái gì, output B gì, mã bảy đoạn số áo cầu hữu ra sân phần trăm cho 10, có nghĩa là chỉ lấy hàng đơn vị một cách bình thường là xong, hiểu không? Nắm được không các bạn? À, tương tự mình giải mã hai con led bảy đoạn hiển thị số áo cầu thủ vào sân nè. Vào sân thì sao? Thì mình có hai con led bên này, hay kết nối bọc gì, bọc C, bọc D. Ok, à đây bọc C, output C nè, mã mấy đoạn vào thì mình lấy áo vào chia ra 10, nghĩa là lấy hàng gì, hàng chục. À, đối hàng đơn vị của cầu thủ vào thì khi nào mà bên này mình có hiện dụ dấu chấm các bạn, khi nào, khi biến CD á là chế độ chỉnh, đó là chế độ hướng hai đúng không? À, như vậy là nếu như cái biến CD này bằng 2 thì mình output bọc D là hàng câu lép hàng đơn vị á của cầu thủ vào sân á, là mã bảy đoạn nè, phần trăm cho 10 là hàng đơn vị là đúng không? Nhưng mình có thêm dấu gì, dấu chấm, là mình n thêm 0x7f là hiển thị thêm dấu chấm. Còn ngược lại thì chỉ hiển thị một cách bình thường mà bỏ dấu chấm này đi, được chưa? Như vậy cái chỗ này nè, giải mã bảy đoạn này là chúng ta giải quyết được cái vấn đề là hiển thị số áo cầu thủ vào và ra, và cả có dấu chấm hay không có dấu chấm lên trên 4 con led 7 đoạn. Được chưa bạn? À, tiếp theo. Vô chương trình chính. Thấy dễ không? Thấy dễ dàng lắm. Vô chương trình chính nè. Chương trình chính. À, chương trình chính mới vô thì mình có 4 bọt A B C D, 4 cái bọt này mình kết nối 4 led 7 đoạn, nên mình cấu hình 4 bọt này là bọt gì? Bọt xuất dữ liệu. Mình cấu hình nó là bọt xuất dữ liệu hết, đúng không? Cấu hình là bọt xuất dữ liệu rồi. À, nếu nút mod được nhấn, ở đây bạn có gì các bạn, nếu nút mod được nhấn thì sao? Nè, đây là chờ nút mod được thả ra đúng không? Thật ra cái chương trình này là tôi viết là có chống dội chưa? Chưa. Nếu như bạn có chống dội thì ở đây bạn thêm gì? Nếu nút mod được nhấn thì sao? Mình delay mili giây đúng không? À, 5 mili giây. Sau khi delay 5 mili giây mình lại làm sao nữa các bạn? Kiểm tra lại một lần nữa đúng không? Kiểm tra lại một lần nữa là nếu nút mod này vẫn tiếp tục được nhấn thì sao? Nếu nút mod này vẫn tiếp tục được nhấn thì lúc này là chắc chắn được nhấn nè. Thì sao bạn? Thì mình chờ. À, delay mili giây là 5 ha. À, nè bạn nè, đầu tiên là nếu nút mod được nhấn nè, delay 5 mili giây, sau khi delay xong mình kiểm tra lại, nếu nó tiếp tục được nhấn có nghĩa là chắc chắn là được nhấn rồi thì sao? Lúc này mình mới gì, mới là chờ hạ nút nhấn ra đúng không? Chờ hạ nút nhấn ra có nghĩa là đã có chống dội rồi đó. Và khi hạ nút nhấn ra thì mình tăng cái biến gì, biến CD này lên một đơn vị đúng không, là biến chế độ đúng không? Nếu cái biến CD này sao, lớn hơn hai có nghĩa là gì các bạn? Lớn hai có nghĩa là mình có chế độ là đầu tiên là chỉnh không chỉnh nè, chỉnh áo vào nè, chỉnh áo ra. Nếu lớn hai mình cho lại bằng không là chế độ không chỉnh, được chưa? Nghĩa là cái này là có chống dội. Nhưng mà trong cái mô phỏng mà tôi viết cho nó nhanh gọn, tôi bỏ đi cái vấn đề là chống dội, tôi chờ thả nút nhấn ra thôi. Cái chỗ này là viết cho cái nút nhấn gì, mod. Mình viết từng nút một, được chưa bạn? Mình dùng lệnh if mình viết từng nút một là xong. Nếu nút mod được nhấn thì mình thay đổi biến CD, đúng không? Rồi, nếu nút up được nhấn thì sao? Thì chờ nút up được thả ra nè. Này là mình thêm chống dội ở đây đúng không? À, chờ thả ra.
Nếu nó áp lực nhấn thì mình kiểm tra. Nếu như biến CD bằng 1 thì lúc này mình tăng cái gì? Cái số áo cầu thủ ra đúng không? Và nếu nếu áo cầu thủ ra mà lớn hơn 99 cho áo cầu thủ ra bằng mấy? Bằng 0. Còn nếu biến CD là bằng mấy? Bằng 2 thì mình sẽ tăng biến gì? Số áo cầu thủ vào. Khi bạn nhấn nút up thì tùy thuộc vào cái biến mod nó bằng 1, có nghĩa là mình sẽ tăng gì? Số áo cầu thủ ra. Còn biến mod bằng 2 thì mình tăng biến áo cầu thủ vào, đúng không các bạn? Như vậy nếu nút up được nhấn thì mình lại phải kiểm tra thêm gì? Cái biến gì? Biến CD này để mình tăng cho hợp lý ha. À, rồi nếu nút down được nhấn, tương tự tôi chờ nút down được thả ra đúng không? Nếu CD bằng 1 thì tôi giảm gì? Giảm số áo cầu thủ ra đúng không? Rồi nếu áo này bé hơn 0 thì tôi gì? À, tôi cho biến ra bằng 99. Tất nhiên là nếu mà mình so sánh bé hơn 0 thì các cái biến ra vào này mình phải khai báo nó là dữ liệu gì các bạn? Phải là có dấu hả? Sai. Rồi. Và nè, trong cái chương trình chính nè, cái chương trình chính của tôi là kiểm tra nút up nè, à, kiểm tra nút mod nè, kiểm tra nút up nè, kiểm tra nút down à. Sau khi kiểm tra xong là có nghĩa là nó thay đổi cái biến vào ra đúng không? Và lúc này tôi sẽ muốn hiển thị biến nó lên thì tôi gọi chương trình con gì? Dạy mã bảy đoạn thì nó hiển thị số áo lên. Được chưa? Và cái quá trình này tôi làm sao các bạn? Tôi lặp lại thôi. À. Cái quá trình này tôi lặp lại là xong. À, tôi lặp lại. Lặp lại. Đây. Lặp lại thì tôi go to loop là lặp lại. Hoặc là ở đây chúng ta dùng lệnh gì? While to. While to và tôi mở hoặc đóng hoặc ở đây. Ở đây đơn giản là tôi dùng go to loop ở đây. Được chưa các bạn? Được chưa? Bạn dùng while to cũng được, không sao cả nha. Rồi. Ok. Đó là cái chương trình các bạn. Đó là cái chương trình. À. Đây. Mỗi lần giải mã bảy đoạn xong và mình go to go to lớp lớp đặt trên này à. Rồi bây giờ nó sẽ chạy chương trình của mình thôi các bạn ha. À, đây là tôi đang viết cho các bạn á cái cách để mà các bạn tiếp cận một cách dễ dàng. Còn theo cái đáp án nhiều khi người ta viết cho chúng ta nhìn nó gọn nhưng mà nó lại trong ra nó lại rối cho chúng ta. Ví dụ nè, thấy không? À, viết thì mình nhìn nó ngắn nhưng mà nó không có theo cái trình tự. Nhiều khi bạn thấy là mình nào là a mã bảy đoạn là chia 10 trừ 128 là nhân với mod bằng bằng 1 này. Thật ra nó cũng là một bạn hiểu không? Nó cũng là cái cách làm giống giống vậy á, nhưng mà nó cái cách viết nó rất là gì? Rất là rối ra. Bạn hiểu không? Y chang thôi nhưng mà cách viết nó rối ra. Nên là tôi là ví dụ là nè vào là cộng rồi bằng là mod bằng bằng 1 là em với lại ra là bé hơn 99 rồi vân vân. Mình viết gọn nhưng mà thật ra cái gap assembly nó chưa chắc là nó gọn hơn đâu nha. Nhưng mà mình thấy nó gọn nhưng mà các bạn thấy nó sẽ gì? Các bạn đọc nó gì? Rối lên, nó chỉ đối với người viết thì người ta có thể là cái ý tưởng người ta viết người ta đọc thì nó dễ, nhưng đối với các bạn đọc rất là khó. Cái đáp án là như vậy. Nên là tôi sửa lại, tôi viết lại cái code lại, bạn thấy làm sao? Để làm chi? Nó làm sao bạn? Nó dễ, đơn giản hơn. Chứ nếu mà tôi tung cái code này lên cho các bạn, cái đáp án này các bạn đọc bạn không hiểu gì. Bạn hiểu không? Chúng ta có nhiều con đường các bạn đi tới đích đúng không? À, bạn có thể đi đường ngắn, bạn có thể đi đường dài, bạn có thể đi đường bạn vui. À, và bạn biết rằng một cái điều là quan trọng là gì các bạn? Con chúng ta thực hiện khi ta đi từ A tới B là như nhau trên mọi con đường. Đúng không? Có học không? Có học vật lý chưa? À, con chúng ta thực hiện được là như nhau trên mọi con đường đúng không? À, chúng ta chọn cái con đường nào chúng ta cảm thấy vui vẻ, chúng ta cảm thấy thoải mái, chúng ta hiểu. Rồi, tôi giải hết có cho các bạn như vậy ha. Có gì các bạn thắc mắc các bạn ý kiến ở dưới.